ơi, chào anh em đã đến với kênh anh thợ đổ Suzuki nha. Thì hôm nay giống như lời đã hứa với anh em thì mình sẽ review về cái con chiến thần Smart 110 mà mình dọn là cực kỳ là tâm huyết luôn anh em. Thì đây là một cái con Smart 110 hoàn chỉnh. À đây đây đây. Thì ở cái clip này á, chúng ta nè là sẽ có nè ha, là một cái con Smart với những cái mà đầu tiên, đó là một cái con Smart đầu tiên mà dọn mắc hơn cái tiền là mua một con xe mới. Tổng chi phí dọn con này là khoảng 25 triệu. Anh em không nghe lầm nha, một con Smart lúc mà anh em mua nó khoảng chừng là 22 23 triệu thôi, nhưng mà để dọn con này lại, phục dựng nó lại là tốn hết 25 triệu đồng. À mọi người phải đồng ý với mình trước một cái á, là khi ví dụ như mà mọi người mua một con xe với giá khoảng 20 triệu đi, thì để mọi người có thể mua phụ tùng, mua tất cả những cái phụ tùng chi tiết mà để gáp lại thành một con xe á, thì nó phải tốn ít nhất là khoảng 30 mấy đến 40 triệu mới gáp được. Thì cái con này là dọn tổng cộng 25 triệu. Không có quá đáng đâu. Mọi người cùng đi coi con này nó có gì nha. Ok, thì đây là một cái con Smart đến từ Cà Mau. À, và khi mà cái con xe này đến với shop á mọi người, thì nó không còn bất kỳ một cái chức năng gì cả. Máy không hoạt động được, xe không dẫn đi được, mâm thì xài mâm lô, rồi thêm nữa là rất là nhiều thứ khác, hầu như là không còn sử dụng được gì cả. Chìa khóa mở còn không lên nữa mà. Nói chung con xe này là một con xe không còn giữ được gì hết. Thì mình đã thay tất tần tật tút tần tụt làm từ trong máy, từ những chi tiết nhỏ nhất trong máy mình làm ra luôn đó, nên cái con này chi phí dọn khá là cao, tại vì hầu như là mình chỉ còn giữ được là cái sườn, cái gắp và một số chi tiết nhỏ nhỏ thôi, còn lại là bắt buộc mình phải thay mới hoặc là mình phục dựng lại hết. Ok, thì mọi người cùng coi nha, cái bản độ của con Smart này nó nhìn rất là đã. Nguyên bản con này là con màu đỏ, nhưng mà mình thấy á, cái bộ dàn áo màu bạc, màu bạc mà tem đỏ này nó thật sự mà nói là nó đẹp quá đi, nên mình tư vấn với anh chủ xe là đi cái màu bạc này đi, nhìn cho nó mới, cho nó hiện đại và nó đẹp, và nó thật sự là nó rất là đẹp và nó rất là sang. Nói với ngoài cái việc mà hôm nay là mình review về cái con Smart này ra, thì hôm nay là anh thợ độ sẽ kể khổ cho anh em nghe nữa. Kể khổ, khổ là khổ như thế nào trong cái quá trình dọn cái con xe Smart này. Thường á, đa phần á là những chỗ khác mà gặp xe su á là đã sợ xanh mặt mày rồi, mà gặp con su Smart thì đặc biệt là còn sợ hơn nữa, tại có những cái món phụ tùng là nó không hề có. Mình muốn dọn mới, mình bỏ tiền ra để mình mua mới luôn, nó mà vẫn không có để mà mua. Nhưng mà không sao, vượt qua hết khó khăn đó để ngày hôm nay có được cái con xe packing như thế này thì nó cũng cả là một quá trình. Hôm nay anh thợ độ sẽ kể khổ cho anh em nghe. Đầu tiên thì chúng ta sẽ review về cái con xe này trước đi. Đây là cái con xe được dọn mới tất tần tật túi tuần tuột ha, kết hợp giữa phong cách cổ điển và hiện đại đến từ kênh anh thợ độ. Đây là con Suzuki Smart 110 đến từ Cà Mau, rất là tàn rồi, không còn giữ được gì cả. Và bây giờ thì nó như thế này đây, anh em coi có khác gì một con xe mới không. Mình dọn xong con này á, nó vui lắm anh em. Khi mà mình cầm mình chạy ra đường để mình test đó, thì thật sự mà nói là nó chiếm hết tất cả cái spotlight ở trên đường. Chiếm spotlight là sao? Là nó thu hút, thật sự mà nói là nó thu hút mọi ánh nhìn luôn. Tại vì con xe này nó vừa lạ mà nó vừa đẹp nữa. Nó lạ. Nó lạ là nó lạ như thế nào, là ngoài đường hầu như là không có con nào mà chạy nó giống con này hết. Nó mình chạy ngoài đường mình chạy đã lắm, không có giống ai hết trơn á. Đậu tới đèn đỏ một cái là người ta dòm, người ta hỏi. Đậu là hỏi, mặc dù á đậu kế bên mình là SHI, đậu kế bên mình là những con xe độ vài chục vài trăm triệu, nhưng mà người ta cũng hỏi xe mình nè. Đậu gì đó, chạy xu nó có thú gì đó. Dừng đèn đỏ lại hỏi là con này con gì em, nhìn đã quá vậy em. Con này con gì nhìn mới quá vậy. Ta còn không biết con gì nữa mà. Ta cứ tưởng là xe nhập, nhưng không phải, xe này là xe trong nước, Smart. Đó thì đó là cái thú chơi xu. Thì cái con này là mình độ tổng hết là 25 triệu, kể cả là máy nha. Trong đó thì cái chi phí làm máy là máy và nồi á thì nó khoảng là 4,5 triệu rồi, thì còn lại là 20 triệu là để mình dọn mới cái con này lại. Con này là mình kết hợp giữa cái phong cách nó cổ điển thuần tí của Suzuki và kết hợp một chút xíu những cái chi tiết nó hiện đại để cho con xe này nó vừa sạch sẽ mà nó vừa sang trọng hơn. Đầu tiên là bây giờ mình sẽ từ nhỏ mà đi ra lớn trước đi. Đây là mọi người nè, coi kỹ vào, đây là cục máy. Mọi người có nhận ra đây là cục máy 20 năm trời vận động rồi, vận hành con nào. Cục máy này ha, là được mình làm máy full lại, làm kể cả dơn, cả bạc đạn dơn, tất cả mọi thứ hầu như là nó lúp bê hoàn toàn. Mình làm lại, sau đó là mình bắn cát lại, bắn cát cái đầu máy này nè. Mọi người nhìn thấy như con xe mới không? Đó, quá đã luôn. Tất cả chi tiết ốc thì mình gam xi lại, giống như một con xe mới luôn. Đó. Bây giờ máy này bấm cái nổ liền, im gu luôn. Bấm một phát thôi là nổ liền. Nè, máy nổ ra thì em rung đều gan luôn đó. Ngoài ra thì mình có thay luôn là cái bình xăng con Suzuki Shogun, tại vì cái bình xăng này nó cũng không còn xài được đó. Rồi, mọi người coi ha, về cái chi tiết máy nè, nó về cái bộ phận làm máy này thì mình đã làm hết là làm nồi nè, nồi trước sau là 1,2 triệu nè, nồi ha, nồi trước sau là 1,2 triệu nè, full máy nè, gồm là xoáy lồng lên cốt 1 nè, cam cò nè, sơn cam nè, bộ cam cò mới luôn nha.
rồi bạc đạn dên nè, rồi ép dên nè, rồi tùm lum tá lả thứ luôn, chỉ có 3 triệu thôi. Rồi xong rồi mình bắn két đầu bò làm cho nó mới lại như một con xe mới thì tốn có 500 ngàn thôi. Đặc biệt thì con này bị lủng lóc, lủng luôn cái lóc nha mọi người. Thì mình thay luôn cái lóc mới này là chỉ có 600 ngàn thôi, lóc nồi nè. Rồi bây giờ bắt đầu mình kể khổ nè. Mình kể khổ cái chi tiết máy nè. Cái máy của con này thì nó cũng không có gì nhiều. Đồ đạc thì mình cũng có đó, nhưng mà có một cái số món nó không có. Ví dụ như là cái cần số này nè. Nè, cái này là cái khổ đầu tiên của anh thợ độ nè. Đó là khi mà mình nhận cái con xe này á, là cái cốt cần số này nè, cái chỗ này là để bắt cần số luôn nè mọi người, thì nó hàng luôn, nó hàng chết luôn. Mà nó hàng chết thì bắt buộc mình phải cắt bỏ nó, mà cắt bỏ mua mới lại không có, nó thế mới chết, khốn khổ khốn nạn như thế đó. Và khi mà mình làm máy xong rồi thì mình bắt buộc mình phải cắt cái cốt của thằng Acelo, cắt cái khớp này nè của thằng Acelo nè, rồi xong rồi mình hàng qua bên cái cốt của thằng Smart, rồi xong rồi mình đi mình tiện lại đó, để cho nó về thành một cái cây cốt nguyên bản. Và bây giờ mình đi cái cần số của Acelo, mọi người thấy cần không? Mua không có. Chi tiết máy, chi tiết ở ngoài đó hên xui rồi, chi tiết máy thì nó lại lại càng không có. Rồi đó là cái khổ đầu tiên, không phải là sung sướng gì đâu. Thì phun cũng máy này mình làm hết là luôn bắn cát đồ nồi đồ gì luôn, thì nó khoảng chừng là 5 triệu luôn cái lóc này mới luôn. Rồi cái nữa là mình thay cái bình xăng con Suzuki Shogun đây à. Sẵn đây mình giới thiệu cho anh em luôn nha, là cái bình Shogun này thì mọi người cũng hay thấy ở trên cái kênh mình rồi. Thì đây cái bình xăng Suzuki Shogun này có thể gắn được cho tất cả những dòng su, kể cả Viva 110 hoặc là Smart 110, rất ngọt và tiết kiệm xăng, đặc biệt là chạy nước bóng nè. Em quay kỹ vô đây này, người ta sẽ thấy nè, cái thế này là bắt như zin luôn nha, bắt như zin luôn nha anh em, không có cần là độ chế gì cả. Bình này tuyệt vời, có 1.2 triệu thôi, rẻ hơn bình Smart 1.5 triệu, nó vừa rẻ hơn mà nó lại vừa là bốc hơn nữa, thì nên đi thằng này nha, là bình xăng như Suzuki Shogun. Rồi kế tiếp nữa là cái gì đây, là full một bộ dàn áo mới, một bộ dàn áo mới Smart này là 2.650.000 luôn, tem đầy đủ hết à, đẹp ha, màu này rất là đẹp nè, màu bạc nè, trên mà nền bạc là nó có là tem màu đỏ nè, kết hợp quá xuất sắc luôn. Và ở khúc này nè nó bị thiếu nè, khúc này nó lại bị thiếu tem nè, thì mình cho cái con tem AK Bovis vào nó lại hợp lạ luôn à. Ok rồi, đối với những cái đó là về những cái nét mà nó cổ điển của cái con xe này, mình vẫn đi là đùm trước đùm sau nha, vẫn đi là đùm trước sau cho nó giữ đúng cái là của thằng Smart, đi vỏ là vỏ zin nè, Yokohama nè đó. Thì cái cặp bánh này là thay full luôn, tại vì lúc đó là anh đã thay một cái cặp bánh mâm lô, một cái cặp mâm rất là lô, rồi xong tất cả chi tiết là đều bị lai tạp hết, nên mình thay về full bộ bánh này. Thì full là luôn đùm, luôn câm, luôn nền, luôn vỏ ruột mới luôn, cốt đồ tất cả đều mới hết. Thì là cặp bánh này nó đã tốn hết hơn là 3 triệu rồi, tốn hơn 3 triệu rồi anh em, luôn vỏ luôn nha. Đó thì đó mọi người có thể thấy khi mà mình làm mới nó tốn rất là nhiều, nội hai chi tiết bánh và cục máy thôi là mình đã thấy gần 90 triệu rồi đó. Rồi dàn áo ha, rồi bắn két đầu bò nè, quá trời đẹp luôn. Rồi tiến đến là cái dàn chân sau nha, tiến đến là dàn chân sau à. Này là một cái khổ ở đây, cái bô Suzuki Smart này mình kiếm rất là khó, tại vì bây giờ là nó ngưng sản xuất rồi, nó hết hàng rồi, mình phải kiếm ở ngoài miền Bắc á, thì mình có được một cái cây bô gã xe này nó còn đẹp, còn rất là đẹp và rất là chắc, nên mặc dù là cái bô này cũng mười mấy năm rồi nha, nhưng mà nó chất lượng vô cùng, còn cứng nhắc luôn, không có bị mục gì cả. Thì mình đã làm cho nó đẹp lại, mình sơn cổ rồi mình đánh bóng cho nó đẹp lại, thì gắn cho chủ xe vào đây thì nó có 600 mấy chục ngàn thôi, nó vừa tiết kiệm cho chủ xe khi mà phải thay bô mới là giờ gần hơn 2 triệu à, và nó lại vừa đẹp với con xe này nữa, kiếm rất là khó, rất là cực khổ luôn. Rồi kết hợp với đó là một cái gác chân Ducati ha, à, cho nó đẹp, dàn chân sau đẹp. Rồi một cái cặp phụt mà không có thể thiếu trên bất kỳ những con xe nào mình dọn, nó là cặp phụt Suzuki Showa, trị giá 1.3 triệu đó. Đây là một cái nét hiện đại của con Suzuki Smart này so với cái phục Jim, phục Jim của nó là hàng cây pha thôi. Thì vô cây Showa này cảm giác nó được tôn cái vàng chân này lên một cách là rất là mạnh mẽ. Thứ nhất là cái lò xo phụ màu đen nè, nó phù hợp với bộ tem này, có chi tiết màu đen nè, tạo cho chúng ta cái vàng chân này cảm giác rất là mạnh mẽ nè. Thêm cái nữa là có cái chữ logo Showa màu đỏ ở đây nè, coi kỹ lên đây nè, nó lại phù hợp, nó lại quá hợp tông so với con Smart này luôn, bạc đỏ đen nó quá phù hợp rồi. Không, và thêm cái nữa là để mà điểm tô cho cái dàn chân này thì mình sử dụng một cái bát nhôm, một cái bát tăng sơn nhôm CNC được kết hợp màu bạc và màu đỏ này nè. Cái này là của bên Honda đó, mình chế qua đó, mà chế cũng như zin thôi nè, thấy không, bắt vô thì cái dàn chân này nó lại càng đẹp nữa. Đây là cái nét hiện đại của con xe này ha, đó mọi người nhìn thấy phê không, phê không, quá phê. Ok à, bánh sau nè quay ngon lành như zin luôn à, như một cái con xe mới cứng trong hãng ra. Rồi tiếp đến một cái nét hiện đại của cái con xe này nữa à, quên mình sẽ kể khổ thêm một cái nữa. Cái này nó còn cái khổ kinh khủng khiếp lắm, để mà mình làm được cái dàn chân như thế này nè, là cái càng thẳng này nó kinh khủng lắm. Càng thẳng này không có hàng, nó bỏ mẫu rồi anh em, nó bỏ mẫu rồi. Và đây là cái càng thẳng zin theo xe,
Anh em lại coi xích lại cho anh em coi, kể khổ cho anh em thương, để nghe tính tiền anh em đừng có nghe rác. Nè, đây là cái càng thắng trên xe nè, nó như thế này rồi nè. Rồi bây giờ lên xe sao được đây, giao con xe sao được đây, đành đoạn nào giao được con xe này đây. Khốn khổ khốn nạn là nay cái cần này chỉ có 100 mấy 200 ngàn thôi, nhưng mà mua không có. Em mua rất là nhiều đại lý luôn nhưng mà không có đại lý nào có cả, tại vì hàng này là hàng bỏ mẫu rất là lâu rồi. Nhưng mà không sao, vượt qua số phận đó, vẫn có một cái càng mới chính hãng Suzuki. Mình không chơi càng lô nha, mặc dù là càng lô mình có mua được đó, nhưng mà mình không chơi càng lô nha, phải là chính hãng Suzuki. Cái nước si của Suzuki đã nè, em coi cho anh ta coi cho coi chính xác chưa đó, cái nước si của Suzuki là mọi người nhìn mọi người ghiền luôn đó. Và làm sao chúng ta có được cái càng thắng này đó, đây cũng là cả quá trình. Thì khi mà mình sử dụng cái càng thắng của thằng Viva đĩa đó, của càng thắng của thằng Viva đầm á, thì mình thấy cái càng thắng này với là cái càng thắng của thằng Smart là nó chung một form. À, cái này cũng là tình cờ, mình cũng nghiên cứu thì nó là chung một form, nhưng mà cái chân của nó lại là khác. Cái chân của thằng Smart rất là to, thằng Viva gắn vào không được, Viva nó thì nhỏ. Thì như thế là mình đã cắt cái chân này đó, mình hàn qua cái chân bên đây và mình làm cho nó lại là giống như sim. À, vô sau đây coi nè cho anh em coi nè, đó đó mọi người thấy không, ngoài cái việc là có tiền ra thì phải là có kiến thức và là kinh nghiệm nữa mới làm được, thì là chúng ta có một cái chân thắng mới để mà chơi đó, chứ không phải là có tiền mà mua được đâu. Đúng là luôn, rất là chua cay. Rồi, thêm cái nữa nha, bắt đầu là về những cái nét hiện đại của con Smart này hơn. Đó là chúng ta sử dụng một cái gỗ, này là gỗ chính hãng Suzuki luôn nè. Tại vì cái phần, cái thiết kế của con Su Smart đó là thiết kế là xe nữ dạy mà, nên thường là nó sẽ gắn chung với cái gỗ nữa thì nó sẽ phù hợp, nó sẽ đẹp hơn nhiều là so với là không gắn gỗ thì mặt trước thì nó trống lắm, nhìn nó không có đẹp bằng đâu. Bởi vậy mình gắn thêm cái gỗ này thì là 450 ngàn. À, thay một cái chó đèn mới. À, và một cái điểm đặc biệt hơn nữa của con Smart này nha, đó là sử dụng cái đồng hồ Ducati. À, mọi người mới thấy cái đồng hồ này ở trên kênh của em là trên cái con Smart này đầu tiên thôi. Tại vì sao? Tại vì cái form dáng cái mặt bàn thờ của con Smart này nó cực kỳ phù hợp với đồng hồ Ducati, nhưng nó không phù hợp với lại cái đồng hồ Casio S20. Nên mình sử dụng là đồng hồ Ducati. Tại vì cái form nó giống á, ngoài cái việc là full chức năng ra thì nó phải phù hợp với cái mặt nữa. Cái đồng hồ này mà đưa vô cái mặt của thằng Asilo thì nhìn nó kỳ vô cùng, tại nó hơi nhỏ. Nhưng mà nếu mà so với thằng Smart á thì nó phù hợp, nó rất là vừa vặn nè mọi người thấy không? Bởi vậy khi mà lên một cái con xe á, ngoài cái việc là mình sử dụng cái đồ gì ra, mình phải coi nó phù hợp không nữa thì mình mới sử dụng. Rồi, bật lên cho anh em coi nha. Cho anh em coi, anh em mê luôn. Bạch. Đấy, đây là một cái đồng hồ full chức năng luôn. À, gồm có báo xăng nè, báo số nè, báo vòng tua nè, báo giờ nè, báo odo nè và báo tốc độ. Mình đề cái cho anh em coi nè. Nè, xe này chỉ cần bấm đề cái thôi. Đó là anh em sẽ thấy trên đây nè. Nó bắt đầu là dòng tua máy nó lên đi. Tua máy rất là đều và ngon luôn. Là khoảng chừng là garanti là khoảng dưới 1000 vòng. Nè, giờ ra nè. Đó. Mọi người thấy không? Máy rất là đều, máy rất là ngon luôn. Đặc biệt ở đây á. Nè, bây giờ vô số nè. Đó, khi mà mình chạy á nó sẽ có hiệu ứng chạy cái đèn led nè. Nhìn nó rất là hay. Nè, nó đây nó có báo tua nữa nè, anh em thấy không? Bên đây thì báo xăng. Đó, và tại sao nó lên được tốc độ mà khi mà mình không chạy thì ở đây á, giống như những cái chiếc xe zin mà sử dụng đồng hồ điện tử thì mình sử dụng cái mắt đọc là đọc nhông. Tại vì sao mình lại đọc nhông anh em? Tại vì đối với cái con xe Smart á, là sử dụng thắng đùm mà mình đọc bánh trước á thì nó rất là thô. Nếu mà ở đây mình để cộng dây rồi để cái bát ra đây nó nhìn nó rất là thô, tại vì chân trước này nó đang chống mà. Vì vậy á, là mình để cho cái mắt đọc này đọc nhông. Coi đây anh em. À, đó, thấy không? Em tính toán cho mọi người hết trơn rồi. Đó là mình đọc nhông. Đây nè, thấy không? Rất là gọn nè. Đó, nhìn nó không phá đi cái tổng thể của chiếc xe. Đó, thì ngoài cái việc đó ra thì em đã tính toán cho mọi người hết rồi. Đây, rồi tới này cái dàn chân trước nha. Đó, dàn chân trước là vẫn là thắng đùm nguyên bản thôi. Này là thai phun mới hết nha. Nhìn nó cực kỳ sắc nét luôn. Và kết hợp đó là một cái cốt Salaya. Tại ở sau mình đi cốt Salaya rồi. Ở sau mình không đi cốt zin được, tại mình đi bắt tăng sơn kia đó, mình không đi cốt zin được. Đến đây mình sử dụng cái cốt Salaya. Đó, quá đẹp ha. Này là nét hiện đại của con xe này đây. Quá sắc nét luôn. Rồi, thêm một cái nữa đó là tại sao cái con xe này mình dọn tới 25 triệu là tại vì hầu như là mình thay thế toàn bộ. Rồi thêm cái nữa đây là cái cạc te nè. Đó mọi người coi góc bên này là cực kỳ ăn tiền luôn. Ăn tiền quá ha. Cái cạc te này là 550 ngàn rồi nè. Đó mọi người thấy ha. Cạc te này 550 ngàn rồi nè, mà bắt buộc phải thay cạc te mới thôi, tại cạc te cũ nó lủng hết trơn rồi, không có làm được gì hết á. Thay mới thôi. Rồi nè, bát tăng sơn nè. Ồ, cái trong chỗ này ăn tiền quá mọi người ha. Nó vừa cổ điển mà nó lại vừa hiện đại nữa. Nhìn con xe này ra đường là chiếm hết tất cả là mọi ánh nhìn luôn. Chiếm spotlight. Rồi thêm cái nữa là một cái yên mình gọt ha. Mình gọt một cái yên nè, phun zin nè. Đơn giản thôi, không có gì cầu kỳ cả.
một cái ổ khóa mới luôn, thậm chí kể cả ổ khóa mà mình còn phải thay mới nữa. Xe này không giữ được gì hết nha. Rồi bên trong nào, đó bên trong cũng đẹp như bên ngoài luôn. À, từng con ốc từng chi tiết luôn, mình rất là kỹ lưỡng trong cái vấn đề này. À, bình xăng tất cả mọi thứ, ốc ép đồ là mình gam si sạch mới hết. À, thêm nữa là những chức năng này là đều đảm bảo hết, mình thay mới dàn điện sườn và luôn một cái bình luôn, tại vì nói chung là không còn giữ được gì hết mà. Bát yên đồ là mình thay mới hết, dàn áo mình gắn rất là khớp nè. Đó đây ha. Rồi kế đến đó là mình thay kiến nè, bao tay nè. Bao tay thì mình sử dụng là cái bao tay zin loại không gù. Những cái con xe nhỏ này á, thì nó càng những cái chi tiết nào mà nó càng khớp vào chiếc xe, nó càng bớt thừa thải ra thì con xe càng đẹp, thì mình chọn cái bao tay là bao tay không gù, bao tay bít không gù. Nó làm cho cái tổng thể của con xe này nó rất là phù hợp, nó nhỏ gọn và phù hợp. Kết hợp đó là một cặp kính zin ha, chân nghi nóc, à rất là đẹp. Rồi không thể thiếu là một cái bộ công tắc mới để mà đảm bảo full cái tính năng cho con xe này. Cái đồng hồ này mình câu cũng chua cay lắm, tại vì cái đồng hồ này nó dính nguyên cái dàn dây của công tắc vô luôn. Cái đồng hồ của con Smart này thì nó dính full cái dàn dây của công tắc vô luôn, thì bắt buộc á là mình phải câu lại hết tất cả công tắc này, mình không sử dụng dàn điện zin nữa, mình câu hết tất cả công tắc luôn. Đó. Xi nhan. Đó, tất cả chức năng là đều ngon lành đầy đủ hết. Đề, kèn, kéo e. Rồi, à đây thì mình cũng sử dụng luôn con đèn led ha, cho nó hiện đại hơn. Đèn led này thì mình sử dụng là đèn led Osram. Osram là chân M5 nè, gắn như zin nè, cho dàn đèn trước là cực kỳ hiệu quả. Đi đêm nó vừa sáng mà nó vừa đẹp nữa. Có pha ha, không chói. Rồi, đó là tổng thể sơ lược hết tổng thể của con Suzuki Smart này. Mọi người đánh giá dùm em để coi thì cái con này có xứng đáng bỏ ra 25 triệu để dọn lại không nha. Đó. Nó tốn rất là nhiều, nhưng mà thật sự mình nói với các bạn, tiền á mình bỏ ra mình mua được lại cái kỷ niệm. Mình mua lại được cái kỷ niệm là thứ nhất nè. Thứ hai nè, mình mua lại được cái con xe gắn bó với mình từ những năm mà mình đang khởi nghiệp, những cái năm mà mình khó khăn nhất, hoặc là những cái con xe này là của gia đình, của cha mẹ cho làm kỷ niệm, làm quà. Thì thật sự mình nói mình bỏ tiền ra để mình dọn lại là đừng có tiếc. Nếu mà ai mà có suy nghĩ là thay vì là làm 25 triệu vậy mình bỏ ra tiền ra mình mua xe mới đi, mình mua xe mới đi, thì mình khuyên thật các bạn là các bạn nên mua xe mới. Đảm bảo con xe mới là nó sẽ ngon hơn đó. Nhưng mà bạn bỏ ra 25 triệu bạn có thể mua được một con xe mới, nhưng mà bạn không mua được kỷ niệm đâu ha. Nên các bạn ha. Rồi tổng thể mình sơ lược qua về một cái build, mình sẽ đọc về cái build của cái con xe này cho anh em tham khảo về tất cả phụ tùng của nó. Thứ nhất là mình sơn full và rã ráp nè là 3 triệu, dàn áo mới tem zin là 2 triệu rưỡi, bô nè, cây bô là 6 triệu rưỡi nè, đồng hồ Ducati là 1 triệu 650, à bộ điện sườn là 450 nè, bộ ổ khóa nè 350 nè, à cặp bánh là khoảng 3 triệu nè, à phuộc sô qua là 1 triệu 3 nè, nhông sơn dĩa. Rồi mình thay chống đứng, chống nghiêng, bao tay, cùm ga, chó đèn, đèn hậu, bộ công tắc, dây ga, dây thắng dè, đèn led, bát tăng sơn nè, cặp te nè, cao su gác chân trước sau nè, rồi cặp cao su gác chân trước sau nè, thậm chí kể cả IC và bình xăng con nó cũng hư luôn, thay luôn. Đó, thì tổng hết luôn là 25 triệu. Rồi ok, nếu mà mọi người có nhu cầu dọn những con xe kỷ niệm của mình ha, đừng tiếc tiền, thứ nhất là đừng tiếc tiền, thứ hai là đừng tiếc cuộc gọi, gọi cho kênh anh thợ độ Suzuki số 0945675425 nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip hôm nay. Clip hôm nay có hơi dài tại vì con Smart này mình rất là tâm huyết. Cảm ơn anh em. Hẹn gặp anh em ở những clip sau nha.